Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thảo Ngọc Anime. Chẳng là tôi đang ngồi viết về Kei và Kiyotaka và chợt nghĩ hình như lâu lâu mình chẳng làm anime lãng mạn sau câu chuyện ngọt hơn đường về anh chị này. Đấy, lý do vậy thôi và hôm nay hãy cùng với Thảo Ngọc Anime đến ngay với Top 10 anime tình cảm lãng mạn có chàng trai cực ngầu và mạnh mẽ nhé. Và nếu bạn yêu thích cặp đôi Kei và Kiyotaka cũng như là phân tích về các nhân vật và bộ anime light novel này thì đừng quên đăng ký kênh Tiêu Điểm Anime để theo dõi những video cực kỳ chất lượng của mình trong thời gian tới nhé. Vị trí số 10, Macross Delta, thể loại hành động quân đội viễn tưởng, âm nhạc không gian lãng mạn mecha. 8 năm sau sự kiện của Macross F, một hiện tượng bí ẩn được gọi là hội chứng VAR đang dần tiêu diệt thiên hà. Đó là một thế hệ phi công và Valkyrie với khả năng cao để đối phó với mối đe dọa phổ quát này. Và nếu như họ chưa có đủ đối thủ, đội chiến binh Ariel Knights và Valkyrie từ Vương quốc gió sẽ đến thách thức biệt đội Delta. Số 9, Tsubasa Chronicle, thể loại hành động phiêu lưu phép thuật shonen lãng mạn fantasy siêu nhân. Trong một cuộc khai quật tại tàn tích bí ẩn ở Crown Country, Xiao Ran phát hiện ra người bạn thời thơ ấu của mình là công chúa Sakura xuất hiện ở đó với đôi cánh phân tán thành nhiều lông vũ. Khi chiếc lông vũ biến mất đến các chiều không gian khác nhau, trí nhớ của Sakura cũng biến mất. Trong nỗ lực cứu sống Sakura và khôi phục trí nhớ, Xiao Ran đã đi qua một thế giới khác để tìm ra giải pháp. Anh chỉ có một việc có thể làm, đi qua các chiều không gian khác nhau để thu thập lại lồng vũ từ cánh của Sakura. Giúp đỡ trong nhiệm vụ đó là Kurogane, một ninja lưu vong đến từ nước Nhật Bản, muốn trở về thế giới của mình. Pháp sư chạy trốn, Faye và một bản sao của một vị thần cho phép du hành qua các chiều không gian, Mokuna. Số 8, Hisugi no Chaka, thể loại hành động hài hước phiêu lưu lãng mạn fantasy. Trong 500 năm, hoàng đế Tabu Arthur Gas đã cai trị đế chế Gas bằng một nắm đấm thép và tiến hành các thí nghiệm vô nhân đạo lên chính người dân của mình. Nhưng triều đại của ông đã chấm dứt cách đây 5 năm, khi mà các chiến binh dũng mãnh được biết đến với cái tên Tám Anh Hùng đã đánh bại ông trong một trận chiến giành lại thủ đô. Cái chết của ông đã chấm dứt cuộc chiến kéo dài 300 năm giữa đế quốc Gas và liên minh của 6 quốc gia. Ngày nay, Toru Akira là cựu quân nhân từ cuộc chiến trước đây, người gặp khó khăn trong việc phải định cư vào thế giới hòa bình. Vì anh ta không thể tìm được một công việc mà anh ta có thể sử dụng các kỹ năng chiến đấu trước đó của mình. Tuy nhiên, một cơ hội xuất hiện trước mắt anh ta khi mà anh gặp một pháp sư tóc trắng có tên là Chaika Chaban. Với một chiếc quan tài trên lưng, cô đang tìm kiếm hài cốt giải rác của cha mình để chôn cất ông. Cô thuê Toru cùng với em gái nuôi Akari của mình để giúp cô. Tuy nhiên, liên minh 6 quốc gia hiện tại đã thành lập hội đồng 6 quốc gia, phái Aberic Gillette và người của ông ta từ cơ quan Clement quyết định theo đuổi và bắt giữ con gái của cố hoàng đế Gas Chaka. Bị gây sốc bởi danh tính thực của Chaka, anh chị em Akira phải lựa chọn giữa việc giúp cô thu thập hài cốt của cố hoàng đế và giữ hòa bình của lục địa này. Số 7, Aquarian Logos, thể loại hành động hài hước drama fantasy mecha lãng mạn viễn tưởng. Trong hàng nghìn năm sau khi phát triển, nhân loại đã sử dụng chữ viết để giao tiếp giữa con người và các thế hệ. Khi hàng ngàn thiên niên kỷ trôi qua và công nghệ trở nên thịnh hành hơn và do đó, giao tiếp nói chung giảm dần, cho đến khi nó chỉ có thể được tìm thấy trên điện thoại di động và màn hình máy tính. Nhìn thấy cơ hội, thầy phù thủy Shogun Kenzaki bắt đầu lây nhiễm virus Nesta vào các từ, biến họ thành những con quái vật được gọi là MJPK, mối đe dọa của người Nhật với động năng sinh học. Để chống lại cuộc tấn công chống loại loài người này, một tổ chức được gọi là DEAVA, Division of Earth Verbalism Ability, tập hợp một nhóm thanh niên có khả năng verbalism. Họ phải điều khiển các máy vector được sử dụng để tạo thành các máy được mệnh danh là Aquarians. Là bài hoang dã duy nhất trong tình huống này là vị cứu tinh, một thanh niên là họ hàng trực tiếp của một nhà thư pháp nổi tiếng, tên là Akira Kaibuki.
Số 6, Devil's Line, thể loại hành động drama lãng mạn seinen siêu nhân vampire. Macaron có thể đi bộ giữa xã hội, tồn tại như một phần của thế giới ngầm. Chúng không cần máu để sống sót, nhưng những cảm xúc cực đoan có thể làm tăng thêm lượng máu của chúng, biến chúng thành những con quái vật không thể kiểm soát. Tsukasa Taira, một sinh viên đại học 22 tuổi, biết được sự tồn tại của Macaron khi người bạn lâu năm của cô tiết lộ mình là một trong số họ sau cuộc đối đầu căng thẳng với Yuki Anzai, một người like Macaron. Bạn của cô bị bắt và Tsukasa sớm nhận thấy mình bị cuốn hút với Anzai, người miễn cưỡng đáp lại tình cảm của cô. Tuy nhiên, mối quan hệ này có thể tỏ ra quá khó để duy trì, vì Anzai phải đấu tranh với một phần của anh ta, luôn muốn nuốt chửng lấy Tsukasa. Số 5, Grand Cross Sanky, thể loại hành động drama fantasy lãng mạn. Lục địa Atlanta một lần nữa bị nuốt chửng bởi ngọn lửa chiến tranh sau một sự kiện kinh hoàng được gọi là Great Hall Tragedy, đại lễ bi kịch. Đáng lẽ nó là một dịp vui vẻ để thiết lập hòa bình giữa liên minh Fantasia và liên minh nhà máy, cuộc hôn nhân của Alexis Dose và phu nhân Marine Creature. Thay vào đó, nó lại là một bi kịch. Khi cô dâu và chú rể bước xuống, buổi lễ đột nhiên bị gián đoạn bởi sự hội tụ mạnh mẽ của Chaos, sự hỗn loạn. Một năng lượng đen tối từ một chiều không gian khác đưa các quái vật và ác quỷ đến thế giới. Từ bên trong năng lượng đó xuất hiện quỷ vương Diablos, một ác nhân giết chết ngay lập tức mọi người của cả hai phe và tan mọi hy vọng về hòa bình giữa họ. Thất bại trong việc ngăn chặn thảm họa này, Seleuca Milites, một pháp sư liên minh, đang đi qua vùng nông thôn bị Chaos xâm chiếm để theo học một pháp sư bậc thầy. Khi cô bị chặn bởi một nhóm binh lính làm việc với liên bang, Silica được theo Konaro, một chiến binh trẻ mang theo một huy hiệu bí ẩn, một biểu tượng ma thuật mang đến cho người cầm quyền khả năng xua đuổi Chaos, theo hy vọng sẽ đạt được cấp bậc của Chúa để cậu ta có thể giải phóng thị trấn Sistina của mình khỏi người cai trị chuyên chế và Chaos đang lan rộng trong đó. Bị ấn tượng bởi mục tiêu cao cả của cậu, Silica ký giao ước phép thuật với Theo và hai người bắt đầu cuộc hành trình khôi phục lại sự cân bằng cho vùng đất bị chiến tranh tàn phá của họ. Số 4, Wakure Romance. Câu chuyện diễn ra tại ảo viện Winford, nằm trong một khu phố cổ có tên là Highlands Hill. Câu chuyện kể về các hiệp sĩ và môn thể thao jousting. Tại ngôi trường này, học sinh học cách trở thành hiệp sĩ, cưỡi ngựa và joust đúng cách. Nhân vật chính của chúng ta là một chàng trai trẻ mang tên Takahiro Mizuno, người đã được đào tạo để trở thành một hiệp sĩ và jouster, nhưng sau khi bị chấn thương, anh ta đã rời khỏi chương trình trở thành hiệp sĩ và sau đó tham gia vào chương trình Beagleader, trợ lý. Do kỹ năng xử lý các vấn đề liên quan đến động vật của cậu với kinh nghiệm trước đây là một jouster, điều này làm cho cậu ấy trở thành một người nổi tiếng. Nhiều cô gái xinh đẹp trong trường muốn Mizuno trở thành trợ lý riêng của họ, mặc dù Takahiro luôn từ chối lời đề nghị đó. Và một ngày nọ, một tai nạn kỳ quái khiến bạn của cậu ta, Mio Kisaki, bị thách đấu trong một cuộc đấu tay đôi dù cô không thực sự là một hiệp sĩ. Takahiro đồng ý trở thành trợ lý tạm thời của cô ấy, nhưng điều đó cuối cùng lại trở thành sự khởi đầu của một mối quan hệ đối tác giữa họ khi mà cô quyết định đăng ký vào giải đấu hàng năm. Số 3, Star Driver, thể loại hành động mecha shonen lãng mạn. Ẩn bên dưới bề mặt của Southern Cross Isle, một tổ chức bí ẩn được gọi là Crittering Cross Brigade, tập hợp trong pháo đài dưới lòng đất của họ. Nhóm này đặc biệt quan tâm đến Cybodies, những robot khổng lồ trong vương quốc có tên là Zeroton, bằng cách tìm và phá vỡ các phong ấn trên đảo. Crittering Cross hy vọng sẽ giải phóng Cybodies khỏi Zeroton và sử dụng chúng. Một đêm đó, một chàng trai có tên là Takuto Tsunashi đang tắm trên bờ đảo và được Sugata Shindo và vị hôn thê Wako Agemaki, một trong những thiếu niên sở hữu phong ấn của hòn đảo, giải cứu. Sau khi tỉnh dậy, Takuto nhanh chóng kết bạn với hai người và tiến tới ghi danh tại học viện địa phương.
nơi đó có nhiều học sinh là thành viên bí ẩn của Glittering Crush. Tuy nhiên, Takuto đã giữ một bí mật. Khi ở Zero Time, anh ta có thể sử dụng một side body là Talburn. Trong trận chiến sắp tới, Takuto và Talburn sẽ là chìa khóa để ngăn chặn Glittering Crush, phá vỡ phong ấn của Wako và hiện thực hóa tham vọng bất chính đó. Số 2. Kurozuka, thể loại hành động drama lịch sử, kinh dị, lãng mạn, viễn tưởng, vampire. Kuro chạy trốn vào vùng núi sau khi thua người anh trai Minamoto no Yoritomo Shogun, đầu tiên cai trị toàn Nhật Bản. Lịch sử ghi lại rằng anh ta đã tự sát, nhưng thay vào đó Kuro gặp một người phụ nữ kỳ lạ, xinh đẹp, có tên là Kuromitsu trên núi của cô. Cuối cùng, Kuro phải lòng Kuromitsu. Nhưng rồi, nhận ra cô đang che giấu một bí mật đen tối. Anh ta biết rằng mình sẽ không thể chết và tiếp tục sống trong ngàn năm khi mà Nhật Bản phát triển thành một xã hội tương lai. Vị trí số 1, Hidan no Aria, thể loại hành động hài hước lãng mạn học đường. Bối cảnh của câu chuyện xoay quanh Butei, một bang cấp quốc gia được thành lập để chống lại tình trạng tội phạm ngày càng tồi tệ trên khắp thế giới. Những người nắm giữ Butei được đào tạo cho các lĩnh vực chuyên ngành khác nhau và được phép sở hữu nhiều vũ khí khác nhau và bắt giữ tội phạm. Kinji Toyama là một học sinh tại Tokyo Butei 2, một cơ sở giáo dục phổ quát để đào tạo Butei. Tại ngôi trường này, sinh viên có năng khiếu về công việc thực hiện đào tạo đặc biệt để tìm hiểu con đường của Butei. Ngay sau khi Kinji quyết định rời khỏi học viện vì lý do cá nhân, anh ta lại bị tấn công bởi Butei Killer, một tên tội phạm ghét tiếng vì đã loại bỏ Butei. Một trường hợp, những kẻ đi săn trở thành kẻ bị săn. Thần ông Butei Assault yếu tố, Aria H. Kanzaki đến giải cứu và từ đó tương lai của Kinji khi một Butei thay đổi mạnh mẽ. Trên đây là top 10 anime tình cảm lãng mạn có chàng trai cực ngầu và mạnh mẽ mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video này cũng là hết rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!